Ông tang lễ xin trân trọng kính mời gia đình ông Chiến, gia đình ông Chiến thông gia ông bà Thanh Tâm có thẻ nhang thơm về kính viếng hương hồn ông, gửi lời chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời các ông các bà đã viếng ông lương xong rồi, kính mời các ông các bà trở ra bàn trà uống nước ăn trầu và ở lại gia đình xơi lương cơm. Và đến 1 giờ chiều hôm nay, kính mời các ông các bà